Xin chào các bạn, tôi Đào Anh là CEO của hệ thống thẩm mỹ viện Hoàng Anh. Hiện tại thì tôi đang có một chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện trải dài từ Sài Gòn miền Tây. Trong khi tôi kinh doanh về thẩm mỹ và spa thì tôi gặp rất nhiều những khó khăn khi mà tôi bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản sinh lời. Và tôi muốn đầu tư cho bất động sản nhưng tôi gặp rất nhiều những khó khăn về pháp lý này. À, cách mà chúng tôi có thể cách mà tôi có thể biết được là chọn lựa ra được những cái dự án hay là có thể để mua để đầu tư đó mua bất động sản để đầu tư thì tôi gặp sức khoan vì nó không phải chuyên môn của tôi à, và khi mà tôi biết tới um, anh phạm văn nam nhé anh phạm văn nam à, từ kênh youtube này à, từ những cái giá trị mà anh chia sẻ trên kênh youtube này và đặc biệt là tôi có tham gia học một khóa online của anh phạm văn nam và cái điều mà tôi nhận thấy được rằng là khi mà tôi tham gia ấy, thì à, tôi đã cảm thấy nhiều hiểu biết nhiều hơn à, khi mà mình đầu tư về bất động sản À, và đây là cái bộ sách đây là cái bộ sách mà tôi đã đăng ký mua Quán phạm Nam với bốn cuốn các bạn nhé bốn cuốn đó là bậc thầy đầu tư bất động sản cái bộ sách này nó làm cho tôi giúp tôi thay đổi hoàn toàn về cái tư duy các bạn nhé hoàn toàn về cái tư duy đó là đầu tư bất động sản cần phải tìm hiểu những gì đó đầu tư bất động sản chúng ta cần phải à, liên kết với những ai và đặc biệt là sự nguồn lực từ ai đó ở à, trong bốn cuốn sách này thì ngọc anh tâm đắc nhất bốn cuốn sách của anh đều rất là tâm đắc nhưng mà ở cuốn sách đầu tiên các bạn thấy không đó là 101 này câu hỏi giải đáp đầu tư bất động sản đó nó có rất nhiều những câu hỏi mà à, thầy phạm văn nam đã chia sẻ trong cuốn sách này nó làm tôi bừng tỉnh lên rằng là đầu tư bất động sản là chúng ta cần có một người thầy và khi đầu tư bất động sản thì chúng ta cần phải hiểu được là đó là làm thế nào để chúng ta có thể đầu tư bất động sản đúng nha đúng thời điểm đó đúng chen đúng thời điểm cuốn sách thứ hai cũng là một cái cuốn sách của đó là cũng là một 101 câu hỏi pháp lý liên quan đến bất động sản các bạn nhé đó liên quan đến pháp lý vì khi mà chúng ta đầu tư bất động sản mà chúng ta không hiểu pháp lý về những cái dự án đầu tư mà chúng ta ví dụ như dự án treo chẳng hạn là nó làm cho chúng ta mất rất nhiều nguồn lực đặc biệt là khi đầu tư tiền vào đó và cuốn thứ ba cũng là một cuốn sách mà ngọc anh cực kỳ tâm đắc đó là 101 câu hỏi giải đáp về mua bán bất động sản đó những câu hỏi mà giải đáp để chúng ta mua bán bất động sản một cách trơn uh, tru nhất một cách an toàn nhất đó và thứ ba thứ tư đó là cuốn sách mà Ngọc anh thực hiện tâm đắc đó ở trong cuốn sách này thì Ngọc anh có được th thầy nam nhá đó là bậc thầy đầu tư bất động sản đó chúng ta chơi với những người mà họ thành công này chơi với những người mà họ đã liên tục có những cái kinh nghiệm trong ngành bất động sản thì chúng ta hiểu hơn được là chúng ta đầu tư nó có tỷ lệ lợi, à, lợi nhuận cao hơn đó ở trong cuốn sách này thì thầy thầy nam có chia sẻ là có tặng tôi và cái gì đó là thân tặng em đào anh và chúc em đầu tư nhá trăm trận trăm thắng đó đầu tư bất động sản trăm trận năm tháng này và trở thành bậc thầy đầu tư bất động sản và giúp đỡ được nhiều người khác hơn à, đây thì, đây là thực sự là nó một cái giá trị mà gọi đọc được thì ở trong bốn kiểu sách này các bạn nhé ở trong bốn quyển sách này thì cái giá trị đầu tiên mà gọi nhận được đó là nó có ba cái bài học mà ngọc anh thì được tâm đắc đó là những cái sai lầm các bạn nhau những cái sai lầm nhé thứ nhất là những cái sai lầm mà chúng ta đầu tư nhá, đầu tư để tránh khi mà chúng ta mua bán bất động sản đó sai lầm đầu tư và tránh À, tỷ lệ rủi ro khi mua bất động sản. Cái thứ hai đó là cái như mô hình mà chúng ta đầu tư sửa chữa, đó đầu tư sửa chữa để bán ngay, đó. Những mô hình đầu tư sửa chữa bán ngay này nó rất hay. Cái yếu tố đó là chúng ta sử dụng nguồn lực, nha các bạn, nhớ sử dụng nguồn lực, đó. Và cái thứ ba đó là cái chiến lược mà các bạn là, là cái chiến lược tư duy huy động vốn, đó. Những cái tư duy khi mà chúng ta huy động vốn thì có những thời điểm mà ngọc anh đầu tư đầu tư vào những cái dự án mà mình không biết được là mình cần kêu gọi huy động vốn cùng ai để có thể là giải quyết cái bài toán đó là chúng ta có thể sẽ mua một cái lô đất lớn như vậy đó ba cái chiến lược này nó làm ngọc anh thay đổi hoàn toàn và như các bạn đã biết thì bây giờ ngọc anh đã có một cái à, một số những cái tòa nhà lớn ví dụ như là tòa nhà thẩm mỹ viện năm sao tại phú quốc và nhà tòa nhà công ty thẩm mỹ viện tại dịch giá kiên giang và à, phải nói chính xác là bây giờ khoảng gần chục cái tòa nhà mà ngọc anh đã nhờ những chiến lược từ thầy phạm văn nam đó và khi uh, ngọc anh biết đến cái biểu sách này thì ngọc anh đã liên tục truyền tải những cái thông điệp này để giới thiệu và chia sẻ cho những anh em bạn bè cộng đồng đặc biệt là người thân của mình và những cách mà đầu tư bất động sản sinh lời và đây là ba cái chiến lược mà thực sự là ngọc anh đã uh, vô cùng biết ơn đó biết ơn uh, thầy phạm văn nam uh, vừa là một người thầy vừa là một người anh đã chia sẻ với ngọc anh những cái um, thực sự là những cái uh, chiến lược mà anh đã cô động xúc tích lại để anh chia sẻ cho ngọc anh và rất nhiều anh em đó và các bạn cũng có thể là follow và theo đăng ký đăng ký kênh youtube của anh phạm văn nam đó là kênh phạm văn nam chuyên đầu tư bậc thầy đầu tư bất động sản để anh em có những cái chiến lược hiểu hơn về cách mà chúng ta đầu tư để nó sinh lời mà nó không gặp rủi nhiều rủi ro đó và lời khuyên của tôi là các bạn hãy mua bộ sách này nhá như là các bạn hãy mua bộ sách này đó mua bộ sách này khi mà về các bạn đọc ấy thì khi mà các bạn đọc đến đâu thì các bạn sẽ thấu hiểu đến đó tại sao lý do tại sao mà anh Nam anh có kênh YouTube tới khoảng gần 200.000 người coi nhá, gần 200.000 người theo dõi và follow anh ấy và những chiến lược mà anh đầu tư anh đã được học hỏi từ những nhà môi giới động sản lớn nhất trên cả nước và đặc biệt là những kinh nghiệm của anh ấy và trong đoạn video này thì ngồi anh xin chúc cho anh Phạm Văn Nam này luôn mạnh khỏe này và thành công nhiều hơn nữa để có thể chia sẻ nhiều cái khóa học đặc biệt là nhiều những cái cuốn sách hay nữa để giúp đỡ cộng đồng và xin chúc cho các bạn à, những người đang xem lại video này các bạn có thể ebook ngay để có thể là đặt những cuốn sách của anh Phạm văn nam ở à, đây đây là lời tâm sự mà thật sự là có tâm và chân thành của ngọc anh muốn chia sẻ cùng với các bạn đó để giúp cho các bạn có được cái uh, nguồn lực khi mà chúng ta đầu tư bất động sản sinh lời và thành công khi chỉ tới khi mà các bạn nha thành công khi tới mà các bạn đạt mục tiêu và mục tiêu uh, chỉ tới mục tiêu chỉ đạt được khi mà các bạn quyết tâm và mỗi chúng ta đều nên chọn cho mình một người thầy và ngọc anh đã chọn thầy anh nam là một người thầy về đầu tư bất động sản để giúp cho ngọc anh phát triển về đặc biệt là về kinh tế về mô hình và hơn cái nữa là có tỷ lệ lợi nhuận mà khi mà mình kinh doanh có thể thành công tốt hơn.